nó giết trước mạng à. Ừ, và lo chết là đỡ Penta kêu quá. Ôi, tiền nó mạnh quá, double kill vậy. Mà giờ không biết mấy ông có cảm giác mà kiểu leo găng có vui không? Kiểu mà ví dụ như mình đang mạch kim đi, mình chưa bao giờ mình lên kim cương, cái lúc lên kim cương mấy ông có vui không? Chứ hồi xưa đúng kiểu tầm thời 2013, 2014 thì lúc mà lên được cái găng mà mình chưa đạt được nó vui. Gì đây? Sao không quy nó như Dung Mi? Xưa đời cũng vui lắm chứ bộ. Lúc mới đầu đạt đầu tiên là hết đấu, xong tới hết đấu xong rồi đầu tiên lên tập 1 xong chán. Không, giờ hết vui, giờ đánh giải mới vui. Chứ giờ lên găng không vui nữa, đánh giải mới vui. Ủa sắp mình đứng gì vậy? Ủa có quơ rồi. Đứng gì có quơ rồi. Tự nhiên Leona đang đứng cao, nó đang có tựa thế mà nó lùi hẳn về biết có gần rồi. Ê có quơ rồi. Có quơ chắc luôn ấy. Bay ra quýnh kiếp phụ trời. Chơi game AFK dữ vậy. Chơi game AFK với bay ra quýnh thượng cái AD mình ăn được 2 kiếp mà không mất 2 con thấy không? Ở lại đi Yumi. Chờ Yumi này. Giúp gần cúp nóp đi rain xuống giờ. Giờ mà gần không ăn được cô là tại Yumi á. Phải là đơ đâu. Ừ ăn được. May á. Rain nó biết chơi xuống nó bắn cho. Leona đúng kiểu không ngại va chạm luôn. Gặp tay gặp tay. Gần mình đánh vậy sao thua? Đúng là idol phong bạc mà. Này non vậy. Trời, tôi lấy máu trước rồi để tôi đi ra cái ông tăng trụ rồi giết rồi. Thằng này ổng non á. Mấy phải đó ông mấy ông chơi súp á. Kiểu tại đơ đang đứng đây nè, đơ bắn thường với đơ đúp lấy máu nó xong đơ lui ra tầm trụ. Cái đợi đơ áp sát vô cái dùng bị tăng là chết rồi. Đứng đây nó quýnh trước trong khi đơ chưa đam được á, mấy không giết được. Ra đa trụ này cứ từ từ bình tĩnh thôi. Ngầu đấy. Được đấy, ai đầu phong bạc được đấy. Tại đồ pha mình còn 4 ngầu tài ở lại luôn. Đủ tài về. Pha này cũng không có nguy hiểm. Có nguy hiểm thì mình về thôi. Mình cũng an toàn. Ra đỡ cho đơ, đừng cho đúp đơ nhá. Ồ dạ. Thì đơ tới đây. Đùng đùng. Âu 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 âu. Dở rồi đỡ. Cái gì đây đỡ.
Gì vậy? Ồ, sao tỉnh vậy? Sao ngay để tỉnh vậy? Ủa, năng sĩ giả nãy giờ ai quên luôn á. Hay, sĩ giả nãy giờ không ai bình nữa. Tưởng nó không ăn kỹ năng để chạy ra. Về cái, về cái, về cái. Ờ, trình tấp cẩn thận, trình tấp cẩn thận không ơi. Ờ, chết, 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 giờ đi, giờ đi. Không thấy ai mấy ông đẩy cánh á. Mà không thấy ai trên bản đồ phải lui á. Mấy mở gờ quen nè. Có ai đợi sấp dưới gần á, chạy lên tấp chết. Ở TP kìa, TP kìa, TP kìa. Ai da lì, cú thất rồi, ăn lẹ, ăn lẹ, ăn lẹ giọt. Lẹ, ăn lẹ, ăn lẹ, ăn lẹ. Ăn xong nghe lên tường luôn. Mai 50, 50 luôn, ờ hơn mà, hơn cái xì mai mà. Xì mai mình 1.200, lần xì mai nó có 900 mà. Combat FCK. Đây là pha này mình không giết được ai nhưng mà hả, cái sự đóng góp mình trong pha combat này là hả, không thể chối từ, không thể phủ nhận. Đây là không giết được ai đấy. Số 04 nào, end game. Pha này qua kêu cho Sido. Sido sát hàng khủng cơ bắn. Qua kêu nha. Bên ta khó lắm tại Vladimir đồ như đây nó giết mạng à, qua kêu thôi. Nó giết trước mạng à. Ừ, và lo chết là đỡ bên ta kêu quá. Thì nó mạnh quá, double kill vậy. Hai mạng của đơ đâu, hai mạng nữa của đơ đâu. Bị chậm rồi, chậm rồi, bị chậm rồi. Anh em nhấn like, subscribe kênh cho tao nha.